Hello, chào mọi người, mình là Maximi đây và chào các bạn đến với Minecraft server 2pixel cùng với Huy DX và Khánh. Ôi ôi, stop. Cùng một phòng á? Cùng một phòng mà. Ok. Không, cái này party không được đâu, ba người. À được mà, được mà. Ok. Được mà. Simi cất rồi, Simi cất rồi. Bây giờ Huy cất đi. Để Huy. Huy á, còn tìm á. Gì sao, gì sao. Bà chat đấy. Bà ở đầu tiên luôn cơ mà. Oh my god. Oh yeah, cắt chục người rồi. Ok, chúng ta sẽ lên. Simi. What? Simi. 1, 2, 3. Vãi, mấy cháu làm gì vậy? Stop. Cái này sẽ được lên TV á. Enderman. Yes, Enderman. Enderman à. Riêng rồi, hình như riêng rồi. Ok, thì riêng mà team là phải kiểu hai người thôi. Lấy hồi tôi biết Enderman rất là đẹp. Tôi biết, tôi biết gì đấy, tôi biết tôi biết gì đấy. Tôi biết thì tôi sẽ biết thêm cái gì mà. Cả đời nhận dùng dùng lần trước á, Khánh biết không? À, nhớ nhớ nhớ. Jimmy, đây là xin cả đơn, quay video phải đánh mà sự con trai hay không? Vãi lề chút cực đã hẳn đâu. Oh my god. Nếu các bạn mà vote, nếu trong này mà có vote thì nếu các bạn vote mình sẽ tặng các bạn một ly trà đá miễn phí. Ồ, tưởng nhà Simi bán sách to chứ. Nhà chú. Bãi cười. Ha. Like a enderman. Oh my god. Nói chung là chúng ta sẽ yêu một cách cực kỳ pretty. I'm a pretty girl. Pretty, okay. Not pretty. Ok. Yep. We need something. Ờ đúng rồi, Enderman sẽ cầm bông hoa trên tay để tặng. Yep. It's a pretty girl. I'm a pretty girl. Look. This is so cool, right? Oh, I'm building a logo. What? Oh my god. I mean building a Lego. Lego. Oh my gosh. So cute. Yep. Rồi chúng ta sẽ build thêm một con nữa, gọi là con Ender Dragon. Ender Penis. Sẵn rồi, sẵn rồi. Ender Penis. What? Really? Ender Penis. Mấy cháu gay vừa là. Cháu gay. Viết cái đoạn đầu kiểu Khánh thấy hôn mã, hôn mã kiểu. Ôi, con stop. Không cười nữa. Bình tĩnh. So cute. Thì cái này nhớ lại cái khác. Oh my god. Oh my god. Chúng ta sẽ cố gắng build một cách. Nhìn cái mặt của nó. Ừ, Simi chắc đợi tới được Simi cho cái này em đi. Nụ cười đáng tin vậy. Cười đúng luôn vậy. Stop smile. Và ai cười. Cười kiểu cứ bị điên à. What the hell. Cười kiểu như kiểu kiểu bị mới bị hiếp xong á. My god, stop. Make me cry now. Stop. Oh my god. Cái này chắc tiết mục đặc biệt của thím á. Khánh ơi. Có sắp. Chú đã làm gì cho ông Huynh trở thành như thế vậy? À, vừa thì thầm nó vài câu nó nhiên nó cười. Vẫn lên. Tôi sợ luôn á. Chở ông Huynh vào bệnh viện không? Không có thuốc đâu. My god. Chở gấp. Này không kịp đâu. Thật. Đùa. Oh my god, that made me cry now. Gì thiệt á, cũng sợ là. Oh, oh, no, 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 no. What, what. Wow. Nhìn nó buồn cười, bác kìa cái mình mưu. No. Lại khỏi chứ photo cho anh chết rồi. No, why.
Ok. Oh my god, I'm first luôn cơ mà. Thế nào? Ok, xin mời cho group. Epic. Epic đi. Epic. Legendary. Cảm ơn Khánh. Oh my god, trong khoảng khắc này. Chụp, khúc chụp chụp. Oh what the fuck. Ok, cho ok. What is this? Oh my god. Chụp mi, hình như đến mù nó ở mắt nó. Chụp cho poop rồi. Oh my god. Tôi đang gì đây? What is this? À, xin ở đây là... Hình ảnh 18 cộng. Để xin mail đúng không? Để xin mail. Oh my god. Cái con này nhìn cũng không tới mức là tệ. Mà xin mail cho, ok. Chúng ta kìa ăn cho tôi. Oh my god. Ôi dễ thương đấy. Ôi dễ thương mà, xin mail cho, ok. Xin mail dễ thương. Chào good. Oh my god, what is it? Tôi mong là... À, đẹp mà. Good, good. Xin mail thấy này đẹp. Xin thấy này đẹp. Tôi mong là tôi thắng. Thịt phòng thịt thẳng á, tôi xin lỗi, tôi cho thịt phút á. Ôi. À, Enderman đưa đất cho nhau nhưng mà thông cảm. What is this? It's an Enderman really? Nika. It's a poop. It's a poop. Sorry. Oh my. Á, đẹp nè, Khánh Lâm đẹp dễ sợ, xin mi cho good. Cái mặt kìa. Đi đây. Be my love. Love forever. Ok. Ôi, nhìn này được mà, nhìn kiểu nhìn dưới kiểu bị gai đâm, ok không sao, nhìn này cũng được. Đỡ hơn Huy á. Đẹp hơn. Đẹp gấp tỷ lần. Em mà cái này là cái gì vậy cho mình hỏi luôn. Oh my god, cái này tối vãi. What the fuck. Nhìn này okay, mình cảm giác như. Oh my god, ok. It's so fine. Oh, wait, nhìn này đẹp nè. Oh. Xin mình cho good. Cái này đẹp, cái đẹp. Cái đẹp. So good. Yeah, 100 lên 10 điểm nha. It's me. Why? Ủa, đưa được tốt 2 luôn nè. Yeah, CP thắng rồi. Oh yeah, oh yeah. I'm weak, I'm weak. Ok, bây giờ đây là sẽ là trận thứ hai. Ok, Khánh. Không biết đưa được được tốt 2 luôn nè. À, Khánh được top mấy, Khánh được top mấy? Top 2. Uầy, hay thế. Ê, Huy được tâm vậy, Huy được tâm vậy. Trời ơi. Oh my god. Điều thế em á. Time to say. Ờ, hay quá, ngon đi mà. Mua mua. Ok. Cái gì vậy? Penguin. Penguin là gì? À, con chim cánh cụt. Ôi ôi. À, penguin. Penguin. Ờ, phải có chim cánh cụt đúng không? Em mà cái này có phải chim cánh cụt không? Đúng rồi. Yes! I love... Ờ. My love. I love penguin. Em mà con lo biêu sao? Ủa mà chân con penguin cánh cụt là màu gì ta? Màu cam. Mày chế. Màu cam à? Ok, tăng cu. Tạm. Tăng cu mà. Love is so much. Ta-ta. Ok. Hôm nay chúng ta sẽ biêu một con chim cánh cụt. Con chim là cánh một cục. Loại động vật không hề biết bay, dù nó tên dù nó có cánh. What the hell? Có ai công nhận không? Nó có cánh mà, à nó có cánh thì nhưng mà nó không bay được, nó chỉ biết bơi thôi. Tôi mắc cười. Nhưng mà nó vẫn xếp vào một loại là chim cánh cụt. Yep. Chim cánh cụt. Thím nghĩ nó là con gì nữa? Thấy à, mình nói tí đâu, tụi này suy nghĩ bậy bạ rồi. What the hell, có gì vui đâu. What, what the hell. Thì mà nó chim cánh cụt kia nó còn gì nữa. Thì tôi mắc cười. Ờ, có gì đâu mắc cười nhở, mình thấy bình thường mà. What. Tại vì bạn ngu nên bạn không thấy mắc cười. Chắc xin đi không một tí này. What you say that? This is so mean. Oh my god. Ok em. Ok, nhưng mà sẽ build một con lắp 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 lắp. À, nó cũng là chim cánh cụt mà, nên nó con gì nữa? What? Nói thật đấy, nói thật, nó đánh build cái này. Cái này chắc một chai 18 cộng lắm. Penguin, she's so mean. Penguin 18 cộng. Penguin 18 cộng, what? Wow, Jimmy nói hẳn ra. Oh my god.
kìa, what the fuck. Holy god dang it, tự nhiên con chim cắt cuộc như một con mèo á. Wow. Oh my god, so terrible. À, con chim cắt cuộc nó có tai nhỉ? Không. Có gì à? Tưởng nó có. Nó có nhưng mà nó rất là nhỏ. À, nó cũng có lông mà đúng không? Rồi nó có lông. Ta ta. À, hình như là nó có con đúng không nào? Nó có khả năng sinh. Trời ơi, nói vậy mà cũng cười nữa, khổ ghê. Mọi người chả tốt tẹo nào. Ok. Oh shit. Tôi bị nhầm rồi, no. Ủa, còn mấy phút nữa? Còn một. Ờ, thế mình còn 2 phút nữa. Mình đủ bill cái chắc là mình cũng đủ bill cái hồ băng đúng không nhỉ? Không. Đủ mà, what the hell. Còn 10 giây thì bill hồ băng luôn. 10 giây mà bill hồ băng được hay thiệt. Được mà, gì đâu, dễ ỏm. Ta 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 ta. Ok, hồ băng. What the, what the fuck. So stop smile. You smile so ugly. Kiểu con Lisa, when you saw my rip bill, never forget. Please don't hit me. Why you say that? Kiểu because you guys I don't know how to do this. Kiểu, if you know what I mean. Yeah, I don't know. La mau, ay la mau. Yep. La mau. Rồi, cái này cực đẹp rồi. 10 trên 10 rồi các bạn ơi. Lần này Simi không thắng. Mọi người, hôm nay bây giờ tôi bị hôm nay hai người phải cho tôi Legendary á. Hiểu chưa? Nếu, em cho. Nhưng mà tôi sẽ cho hai người Legendary. Please. It's so cute. Tôi không cho thì bạn có. Ờ, 30 giây nữa. Xong đây này. Tôi build xong rồi, bây giờ tôi chỉ cần build thêm nước thôi. Cái đàm mà tôi what the hell? What is my? Stop! It's really ugly! Now! Ok, tôi build một cái khác thay vì cái đó. Yeah! Penguin! Yup! Chim cắn cụt! Cái này giống piêu quá! Ơi! Mà không sao, mình không quan tâm! Yeah! Yeah! Tập một chấm kỷ niệm quay! Wait! Ok! Ok! Oh my god! Ôi đẹp thế nhở. Ôi sao con này giống Pokemon thế, mình không đùa đâu. Ôi tại sao good. À đẹp mà. Mình công nhận cái này đẹp thiệt quá, không đùa. Nhìn giống zombie vậy. Ô người vip vip vip. Oh my god. Ôi dễ thương thế, mình thấy dễ thương, dễ sợ luôn. Ôi có dễ thương quá. Ôi cái này dễ thương mà, đúng không? Oh my god. Em mà tôi nhớ con chim cánh cụt có 4 chân. What the fuck? Bốn chân. Oh my. À, nó được build hết nhưng mà ôi VIP thánh này. Thôi cho búp xin lỗi bạn này nhá. Team này đã build không hoàn thành. Oh what? What is this? 18 cộng. Nó biết bể bơi chứ nó không biết cái búp. À không, 18 cộng thì Simi cũng không tới mức. Này. À, it's me. Legendary. Super búp. Nên mà, chỗ. Legendary. Ok, legendary. What is this kind? Nói gì đây? Don't không, know boo. Mà nhìn cảm giác. Nó không biết bùi. Nó không biết okay. So... Super boo. Sorry. Ôi dễ thương như thế. Vì thấy dễ thương cục luôn á. Ôi. Nhưng mà cái chân nó là màu đen. Đừng biết. Oh my god. Cái này giống như cái hố thì what is... Khổ ghê á. Suốt ngày yêu cái đó. Really? Hả? What? Gì này? Mình không biết à, cái gì. À, cái này tên lửa. À, này dễ thương nè. Ok. Good. Okay. Oh, có má hồng kìa. So cute. Nhưng mà Pinocchio. Nhưng mà tại sao nhìn nó kiểu gì á? Oh my god. Oh my god, cái này sáng tạo hết. Cái này Simi cho. Do cái này legend luôn. Simi cho này. Ủa sao ai cho búp hết vậy? Yeah, sáng tiêu. Ok. Ok. Yeah. Thắng chưa thằng mấy khánh? Ok. 12. Ôi đi thẳng vậy. 10. Ôi vậy tốt nhỉ.
Ok thì cảm ơn mọi người đã xem video này, đừng quên ấn nút like và bấm vào lobby đi, bấm vào lobby đi y chang nhau, lobby 2 nhá mọi người, lobby 2 đi. Lobby 2 đi. Đứng lại cái chỗ mà ít mày, người. Mày 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 phải phải nhớ ấn like là nhớ ấn nói dối hả? Ở tới đây Khánh ơi, Khánh ơi tới đây. Ok. Ok, nếu mọi người thấy thích video này đừng quên ấn nút like, subscribe, share video này cho những người khác. Và các bạn đừng quên subscribe cho Khánh và Huy Đít nữa. Goodbye. Chích nhau đi. Stop. Stop. Oh my god, bye. What? Khánh. What? Tương đều nữa. Chú kia ly hôn. Nói đi. Anh cứ ngồi hiện thứ đâu. Chú nói đi. Anh tiếp hứa. Anh tiếp hứa. Chú biết tôi sẽ nói cái gì tiếp không? Nói gì? Anh không biết. Tôi muốn nói là